Xin chào tất cả các bác và các anh. Trên xe đạp bên em hôm nay có một đơn đi Bình Dương. Đơn là đơn địa hình Sava, giá 6,8 triệu. Thì hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác nhé. Địa hình Sava, giá 6,8 triệu đi Bình Dương. Hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác nhé.